Chào các bạn, hôm nay là ngày 19 tháng 2. Em cũng về một số hàng như loa JBL và loa Bose 401 để cho anh em tham khảo những dòng loa này. Đây là em đang khui ra là một cặp JBL nhé. JBL 4312 MK25 mã. Đây chính là model của nó đây ạ. Em cho monitor đây. Cái dòng này dòng thiểm âm của Mỹ nhé. JBL model là 4312B MK25 mã công cho mươi toa. Cái dòng này tiếng rất là hay, rất là đẹp, rất là hay ạ. Đúng rồi, mềm đúng rồi. Ngược lại, ngược lại nhau, ngược lại. Cho này không biết. Rất là đẹp. Dòng này dòng monitor nha, 4112 dòng monitor rất là đẹp và nó là đẹp xuất sắc. Đây, anh em có thể thấy là cái màu trắng của nó này, màu trắng bát của nó này, nó chưa bị ố vàng nhá. Vậy trắng của nó rất đẹp này, hầu như là chưa bị gãy nhá. Đấy, chưa bị gãy. Phải nói là đẹp tuyệt vời đó, đẹp tuyệt vời đó. Đây là model của nó, JBL model là 312B KM25 mã công suất mươi toa, cùng với hai vi tiêu chỉnh của mít và loa chép nhé. Đấy, một loa chung, một loa chép đom. Đấy, cái con chép này thì nổi tiếng của bên JBL rồi, là một bát 30 cm, rất là đẹp. Đấy, cái cặp này thì nó hay hơn những cái dòng 431B hoặc là 4311A hay là 4311 trên, kể cả 4312 nó cũng không bằng cái dòng này. Dòng này là 4312B MK25 mã công chô monitor thì nó vượt trội hơn là những dòng kia. Về giá thành của nó thì nó cũng sẽ nhỉnh hơn, nhỉnh hơn một tí so với lại dòng kia nhá. Đây, thùng nó rất là đẹp. Sau nó đây, hầu như đẹp khoảng 95% đổ lên nhá. Cái cặp này đẹp tuyệt vời đó, đẹp xuất sắc. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 20 tháng 2 thì bên Âm Thanh Bãi Kiên Giang cũng về được một số loa tiếp tục đến cho anh em. Đây là những cái loa, dòng loa sân xuôi, loa Nhật, loa Mỹ và loa Bose nhé. Đây là những cặp loa đây, em sẽ giới thiệu đến anh em những mẫu loa giá bình dân và rất là phù hợp với nhiều anh em có túi tiền thấp. Đây là lô loa sân xuôi nhé. Sân xuôi model là S520U. Đây ạ. Đây là cái dòng loa này rất là đẹp, rất là tuyệt vời, tiếng rất là hay và phù hợp với nhiều anh em có nhu cầu thấp. Còn ở đây là dòng loa Bose này, Bose 401TM nhé. Đây, cái tem của nó đây. Con này là USA, được sản xuất tại USA. Công lên là 401TM và nó được sử dụng 2 bát 16 cm. Đây, và những cái cặp loa như thế này thì hot rất là hay. Em về được 3 cặp thôi. Rồi, và những cái dòng Bose này thì em sẽ bao zin và bao xịn cho anh em 100% nha. Đây là Bose hàng của Mỹ, màu đen, về em được 3 cặp thôi. Anh em có thể thấy là nó rất là mới này. Đây, còn cả kiềng nó luôn nhé. Kiềng vào là màng giấy, còn gân là gân vải. Đây, gân vải nó còn rất là mềm, tiếng rất là hay ạ. Và một chép siêu chép giấy. Đây, cái chép tuy nhỏ thôi nhưng mà đánh rất là chất, rất là hay, rất là sắc bén. Rồi, về được 3 cặp Bose. Còn đây là loa Technic. Đây, Technic đây cũng là bát 30. Cái hàng này còn rất là đẹp.
Đây test đít đây. Test đít model là SB2565. 2565. Có công suất là 200W. Chạy một thanh loa 93 dB, độ nhạy của nó và trở kháng là 8 ohm. Con này là một chép giấy, một chung giấy và một bát giấy nhé, bát 30. Và anh em lưu ý là những cái bát nó bị như thế này, thứ nhất là cái chung nó bị rách này, đấy bị rách như thế này này, cái này thì mình có thể dán lại nhé, mình xử lý lại mà dán lại. Còn thứ hai là cái bát ở dưới đây nó bị rách, rách mà rách như thế này này, đấy thì em sẽ bán rẻ lại cho anh em xài. Rách thì em sẽ bán theo giá rách, rách này. Còn loa bên đây thì còn nguyên vẹn, từ loa bát tới loa chung thì còn nguyên vẹn nhá. Đấy, nguyên vẹn. Còn cái muối này bị lóp móc vô này thì em sẽ lấy ra sau. Muối này lấy ra dễ mà. Bát còn đẹp đẹp. Nó chỉ bị như thế này thôi, tình trạng nó bị như thế này này. Đấy, chung đất này. Còn cái này đất thì anh em là mua cặp này, em sẽ xử lý lại những cái này. Đấy, sẽ xử lý lại và cũng sẽ bán giá xả lỗ cho anh em cặp này. Model là SB2565, bát 30, 3 đường tiếng và có lỗ thông hơi nha. Ê căng còn đầy đủ. Và em sẽ xả là giá 4 triệu. Đấy. Giá 4 triệu đồng. Còn đây là phấn nhá, phấn của nó đây, giá 4 triệu đồng cho anh em. Công suất là 200W trên một cặp, giá 4 triệu. Giá 4 triệu luôn. Còn cái cặp loa xăng xôi này thì gân của nó bị rách nhá. Đấy, cái gân này của nó bị mục rồi. Thì về mình thay gân, mục này, thay gân. Đấy. Và anh em lưu ý là cái cặp này nó không có e căng luôn. Không có e căng. Bát thì bát 30. Một loa chung và một loa chép giấy. Không có e căng nhá. Công suất là 130W. Sau nó có tem không? Và bên đây là còn một cái tem nha. Cái tem của nó đây. Tem của nó là xăng xôi model là S520U. Nó có công suất là 130W. Trở kháng là 8 ohm và độ nhạy là 91 dB. Con này cũng là dòng Mỹ xuất USA. Thùng thì còn đẹp nhá, nó chỉ không ai căng thôi. Em có xe bán với giá là 4 triệu đồng. Đấy, 44 triệu. Hai cặp này đồng giá 4 triệu nhá. Còn cặp này có 4 triệu không có ai căng. Nếu không ai căng thì em sẽ bớt tiền lên cho anh em. Giá 4 triệu. Không ai căng nhá. Không có ai căng. Đây giá 4 triệu nhá. Giá 4 triệu hai cặp. Một cặp 4 triệu, còn tiếp theo là một dòng loa. Một dòng loa Kenwood. Đây là bát 30. 30 căng thì còn đầy đủ nhá. Thùng bát còn đẹp, còn đầy đủ. Đây là các loa thông hơi của nó đây. Một loa chép, một loa chung và một loa bát 30 cm, màng giấy, gân là gân mút. Đấy, gân mút còn nguyên si nguyên vẹn. Đây những cái mũi loa nó bị móc vô thế này thì em sẽ lấy ra cho sau nhá. Đây cả hai bên thì móc vô, em sẽ lấy ra sau. Còn thùng thì còn rất đẹp. Và đây là tem sau nhá, tem sau của nó đây. Nó có model là Kenwood KSH51. Thùng loa bao quay và công suất là 160W. Trở kháng là 8 ohm. Và được sản xuất tại USA. Đây này cũng là dòng Kenwood, dòng Mỹ xuất. Bát 30. Dòng Mỹ xuất nhé. Và cặp này em sẽ báo giá luôn là 5 triệu. 5 triệu đồng cho anh em xài. Cặp này là bát 30. Với công suất 160W thì có thể hát hò karaoke vô tư rồi. Đây phòng 25m² đổ lại thì hát rất là hay. Còn tiếp theo nữa là một cặp loa Kenwood. À, đây là cặp loa Technic. Này cặp loa này cũng rất là đẹp và nhìn hầm hố. Nó được sử dụng một loa chép đôm, một loa mic giấy và một loa bát giấy 30 cm. Đây cái chép của nó đây, chép nó nhìn rất là độc, rất là đẹp và cùng với những cái biển loa chung và loa chép của nó rất là to. Con này là con Technic model là SBK915. Trở kháng là 8 ohm, công suất là 140W.
và độ nhạy là 92 dB/1W. Con này nó được sử dụng chép đom rất là đẹp nha. Chép đom này, chép đom thì nổi tiếng rồi, tiếng rất là hay, bắt 30 và có lốc thông hơi nhá. Đây, thùng này thùng thông hơi, mặt sau của nó thì nó cũng có trăm loa, trăm loa mặt sau đây ạ. Đây là thùng loa bao quay test nước, model là SBK915, công suất là 140W, trở kháng là 8 ohm và được mắc in USA. Đây, in USA và N Japan nhé. Con này là được xuất qua bên Nhật, nó là thùng loa Mỹ nhưng mà được xuất qua bên Nhật. Đây là dòng máy xuất nhé, dòng máy xuất chép rất là hay và cái căng còn đẹp nhé. Đây chính là cái căng nó đây, còn rất đẹp, rất là đẹp. Rồi và giá của cặp Technic SBK915 em sẽ bán với giá là 5 triệu đồng, bát 30, bát đồng tiếng. Nó được sử dụng chép đom rất là hay, rất là lừng danh của hãng. Rồi và tiếp theo nữa là hai cặp bốt 401TM. Đây nha, bốt đây, bốt này thì rất là cực kỳ nổi tiếng rồi. Đây là bốt model 401TM, được sản xuất tại USA. Đây là dòng Mỹ nồi. Nó được trang bị một thân loa là 2 bát 16 cm và một chép nhé. Một cặp là 4 bát và 2 chép. Như anh em có thể thấy là nó rất là đẹp. Kiềng loa còn đầy đủ. Màng loa là màng loa bằng giấy. Và viền loa là viền loa bằng vải. Vải này còn rất mềm nhé, chưa bị cứng đâu ạ. Cái đời xài được mấy năm nữa thì nó mới hư được. Còn chép là chép giấy, siêu chép giấy, nhỏ nhưng mà có vó, đánh tiếng ra rất là chất, rất là sắc bén. Đặc trưng của dòng bốt là chép giấy nhé, chép giấy còn nó rất, đánh rất là hay. Kể cả những dòng bốt 301 CDAV hay là CD3 hay là những dòng bốt cao cấp hơn như 601 hoặc là những dòng bốt 701 thì nó hoàn toàn sử dụng chép giấy hết. Chép giấy thì đặc trưng của dòng bốt là tiếng rất là hay, sắc bén. Còn chép titanium là đặc trưng của dòng JBL. Đấy, hai cái hãng này thì nó có một cái hay của riêng nhau. Bên đây cũng vậy, thùng rất là mới, thùng màu đen. Thùng màu đen còn rất đẹp ạ. E căng còn đầy đủ nha. E căng của nó là không bị rách đâu ạ. Còn mới khoảng 80-95%. Và cả thùng cũng vậy, thùng rất là đẹp luôn. Nó chỉ dính bụi bẩn, nó dơ thôi. Em sẽ tháo ra cho anh em xem. Rất là đẹp, đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời đó ạ. Và bên đây cũng còn một loa nữa, nó là sử dụng 2 bát trên một thân loa. Bát này bát 16 nhá. Hoàn toàn zin xịn 100% cho anh em. Đấy, 2 bát trên một thân loa, đánh bát rất là hay. Thậm chí có thể hát karaoke rất là tuyệt vời. Nó đánh những cái dòng bốt 401 như thế này thì nó có thể đánh hay hơn là dòng 301 nhá. 301 thì đánh nó không thấm gì với nó đâu ạ. So với tiếng bát, còn tiếng mít, tiếng lời thì nó chín mười với nhau. Và tiếng chép, còn về tiếng bass thì nó rất là hay, nó vượt trội hơn là những dòng 301 rất là nhiều. Em về được hai cặp thôi. Và anh em lưu ý là em đang quay phim trong điều kiện trời tối nên âm thanh và hình ảnh nó hơi mờ. Mong anh em xem đỡ ạ. Được hai cặp bốt 301. À, bốt màu đen. Và em sẽ báo giá luôn là 8 triệu đồng. Đây một mức giá rất là dễ chịu cho anh em xài. Giá 8 triệu đồng nhé. Hai cặp như nhau, đẹp như nhau và zin như nhau, xịn như nhau, chất âm như nhau. Giá 8 triệu đồng. Đấy, 8 triệu đồng một cặp nhé, chứ phải hai cặp, 8 triệu đồng một cặp. Đấy, bốt 401TM. Đây còn rất là đẹp. Em sẽ quay tem cho anh em xem. Đây là cái tem của nó đây, tem sau. Tem là tem bốt model là 401TM và nó được sản xuất tại USA, trở kháng là 4 ohm. Cái dòng bốt này rất là hay, rất là đình đám và nổi tiếng. Hầu như là con đẹp khoảng 90% đổ lên không anh em nhé, nó chỉ dính bụi bẩn thôi. Cái này như anh em có thể thấy là em quay trong video thì nhìn nó rất là bẩn, bụi không là bụi. Bởi vì hàng này em nhập trực tiếp bên Campuchia về thì chưa có sửa lại hay là chưa mông má hay là chưa dọn dẹp gì đâu ạ. Đấy, còn rất là bẩn, thậm chí là cái e căng của nó đây rất là dơ.
Đây là hàng nguyên thủy nhá, chưa có bông má hay dọn dẹp hay vệ sinh gì hết. Về sau thì em để về em quay luôn. Đấy, anh em nào mà chê cũ hay chê xấu thì em cũng chịu ạ, bởi vì nó là xấu sẵn rồi, nó dơ sẵn rồi, bẩn sẵn rồi. Em về được 6 cặp thôi nhá. Em về trong ngày hôm nay thì được 6 cặp thôi, còn những cặp khác thì em sẽ về sau, những đợt lo khác thì em sẽ về sau nhé. Về được 6 cặp thôi. Và em sẽ báo giá sơ qua một lần nữa để cho anh em nắm rõ cũng như là tham khảo những dòng loa bên em trong ngày, trong buổi tối ngày 20 tháng 2. Và trước tiên là một cặp loa Technic, model là FB K915. Con này công suất là 140W và trở kháng là 8 ohm, loa 3 đường tiếng, bass 30 cm, có giá là 5 triệu đồng. Nó được sử dụng một chép đom rất là hay. Đây, 5 triệu đồng nhé. Còn tiếp theo là một loa Kenwood. Đây là dòng loa Kenwood chép giấy, bass không bass 30, màng mút, gân mút và màng là màng giấy, có lỗ thông hơi ở phía trước. Rất là đẹp nha. Và con này cũng có công suất là 160W. 160W thì cũng sẽ có giá là 5 triệu đồng. Nhưng hai cái hãng loa này bằng giá nhau, nhưng mà mỗi hãng có một cái hay riêng. Đấy, cặp Technic có cái hay riêng và cặp Kenwood thì nó cũng có cái hay riêng của hãng, hai hãng khác nhau nhưng mà có cái hay riêng khác nhau. Giá thành thì bằng tiền nhau là 5 triệu đồng. Anh em có thể để ý là cái bát của Kenwood cái mũi bị lõm vô nhá, thì em sẽ lấy ra sau, lấy ra đẹp hoàn toàn cho anh em xài. Đấy, hai cặp này bằng giá nhau là 5 triệu đồng. Còn tiếp theo Technic và Sansui SU520. Đây, hai cặp này đây. Như anh em có thể thấy là hồi nãy em cũng nói ra tin cái tình trạng rồi. Em sẽ bán với giá là 4 triệu đồng. Đấy, bằng giá nhau 4 triệu đồng, bass 30 và 3 đường tiếng. Cả hai đều sử dụng cấu hình như nhau. Cũng là bass 30 và 3 đường tiếng. Và một cặp của nó thì cái mic và cái bass nó bị rách. Đấy, nó bị rách như hình hồi nãy em nói. Thì em cũng sẽ giảm giá lại cho anh em là 4 triệu. Còn cặp xanh xuôi, cái tình trạng của nó là mất e căng. Đấy, còn lại hình còn đẹp nhé. Bát người thùng bắt còn đẹp, tất cả đẹp. Đấy, cặp này thì mục gân rồi, anh em thấy là cái gân nó bị mục đây, mục hết lỗ này. Đấy, thì cặp này em sẽ thay gân lại, gân xịn đàng hoàng nhá. Và em cũng sẽ bán cho anh em là giá 4 triệu đồng bằng giá với cặp tính bên đây. Đấy, hai cặp này là 4 triệu nhá. Đấy, 4 triệu một cặp còn e-cang và một cặp bắt e-cang, lại 4 triệu. Rồi và tiếp theo là hai cặp bốt. Hai cặp bốt này thì nó chỉ dính bẩn dính dơ thôi, còn là zin xịn 100% và đẹp khoảng 90% đổ lên nha. Hai cặp bốt này thì em màu đen, em sẽ bán với giá là 8 triệu đồng cho một cặp. Và màu vàng vân gỗ thì em về sau, màu vàng gỗ thì nó tầm khoảng 8 triệu rưỡi đến 9 triệu tùy theo độ xấu độ đẹp. Đấy, đây là những mặt hàng em về trong tối ngày 20 tháng 2, em về được 6 cặp thôi. Còn bất nào mà có nhu cầu loa cao cấp thì hãy để đợi em đợt sau ạ. Đợt sau thì em sẽ về loa cao cấp rất là nhiều. Còn đây là những cặp loa giá bình dân từ 5 triệu đổ lại, rất là nhiều. Đấy, riêng hai cặp bốt này là 8 triệu nhá, 8 triệu đồng một cặp. Còn Sansui với Technic là đồng giá 4 triệu, bass 30, 3 đường tiếng. Còn hai cặp này cũng đồng giá là 5 triệu, cặp Technic và cặp Kenwood. Màu vàng ca vân cố rất là đẹp nhá. Cái căn còn đầy đủ. Đây 5 triệu này, hai cặp này là 5 triệu. Còn hai cặp này là 4 triệu. Và cuối cùng là hai cặp bốt model là 401 TM sẽ có giá là 8 triệu. Rồi, đây là những mặt hàng em sẽ giới thiệu về giá cũng như thông số cho anh em tham khảo. Em cũng xin tạm dừng video tại đây các bác nhé. Bác nào quan tâm thì xin hãy đăng ký kênh của em để được cập nhật những video mới nhất với anh em ạ. Rồi, em cũng xin kính chào tạm biệt ạ.